Xin chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với những bài trải nghiệm xe cũ và chiếc xe đứng cạnh tôi đây ở thị trường Việt Nam thường gọi là Forte. Nhưng nó là chiếc xe nhập khẩu Hàn Quốc cho nên nó lại là Cerato. Và chiếc xe này đã sử dụng 7 năm rồi. Vâng, sau 7 năm sử dụng và gần 6 vạn km, liệu chiếc xe này có còn ở định? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Là một chiếc xe được sản xuất vào năm 2011. Cái thời đó thì những cái dòng xe của Nhật cũng rất được ưa chuộng. Nhưng có thể nói rằng những chiếc xe của Hàn bắt đầu về đến Việt Nam, nó đã mang lại một cái làn gió mới bởi cái thiết kế rất là trẻ trung và đẹp mắt. Thì cái thời điểm đó Kia Forte hay là Cerato thực sự bắt mắt người tiêu dùng bởi vì cái kiểu dáng rất đẹp, cộng với những cái trang bị tiện nghi ở trên xe. Vâng, được sản xuất từ năm 2011 mà chiếc xe này cũng có những cái trang bị, ví dụ như kiểu là khóa cửa, không cần phải ấn nút chìa khóa mà chỉ cần ấn vào cửa, rất thông minh. Rồi xi nhan cũng đã được đặt ở trên gương. Những cái điều này thậm chí với những xe ngày nay cũng còn một số xe không có. Mở cửa cũng chỉ cần ấn nút thôi. Vâng, những cái tính năng này vẫn hoạt động. Chiếc xe này thì không được trang bị cảm biến ở phía trước mà chỉ được trang bị cảm biến ở phía sau thôi. Nhưng ở phía sau lại cũng có camera lùi. Một điều mà bây giờ những chiếc xe ngày nay có những chiếc xe vẫn không có. Một chiếc xe cũ 7 năm cho nên các bạn có thể để ý, không thể tránh khỏi những cái phần chầy xước. Phần nắp capo cũng đã sơn lại khá nhiều, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra ngay. Thực sự là đi ở đường Việt Nam thì không chảy xước là điều không thể. Nếu mà bạn nào đó nghĩ rằng đi ở Việt Nam mà không chảy xước thì chắc chắn rằng bạn chưa bao giờ sở hữu một chiếc ô tô, thậm chí chưa bao giờ vần vô lăng một chiếc ô tô. Móp vỏ, xước vỏ là chuyện hết sức bình thường, kể cả xe máy cũng sẽ bị như vậy. Cho nên có thể thấy rất nhiều điểm đã bị sơn lại, đặc biệt là bên nắp capo. Nước sơn nó có hơi chênh lệch một chút so với phần sườn xe, nhưng tổng thể nhìn vẫn rất nuột. Bộ mâm của chiếc Cerato nhập khẩu này lên đến 17 inch. Vâng, rất to chứ không hề bị nhỏ như những chiếc xe mới ra mắt gần đây. Mâm của những chiếc xe lắp ráp luôn luôn bị nhỏ, nhưng chiếc xe này đã lên đến 17 inch rồi. Đèn thì chỉ là đèn bình thường thôi, halogen, nhưng mà đảm bảo chiếu sáng vẫn rất ổn. Chỉ có một điều là ở phần cốp xe, nếu như bạn muốn mở ra thì thò tay vào đây không thể mở được, mà bạn phải giật cốp ở trong xe hoặc là cầm chiếc chìa khóa này. Đó, phải giữ nút. Vẫn hoạt động trơn tru, camera lùi vẫn hoạt động, cảm biến lùi vẫn hoạt động. Cốp thì rất rộng, phân khúc xe hạng C mà có chiếc cốp như thế này có thể nói là đầy đủ để phục vụ nhu cầu cho một gia đình. Bước vào khoang lái của một chiếc xe cũ đã 7 năm sử dụng rồi. Vâng, nhưng mà bạn sẽ thấy một vấn đề, nó vẫn rất đầy đủ tiện nghi hơn rất nhiều xe ngày nay. Lấy ví dụ như là những gì, vô lăng vẫn có những nút điều chỉnh cho những chức năng ở bên này. Vẫn có lẫy chuyển số, màn hình 3 đường tròn cắt nhau vẫn rất đẹp. Camera lùi, tất nhiên không có màn hình ở đây mà khi vào sổ lùi nó sẽ hiện ở đây. Vâng, gương chống chói điện tự động, điều mà một số chiếc xe đắt tiền ngày nay chưa chắc đã có. Cửa sổ trời cũng có cảm biến ánh sáng tự động khi mà đi vào trời tối, đèn tự bật cũng có. Vâng, tất cả kính chỉnh điện, gương gập điện chỉnh điện, có cả cổng USB, có cả cổng AUX. Vâng, hai cổng sạc 12V, quá đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Phải nói rằng xe Hàn thực sự rất quan tâm đến người lái cũng như những người ngồi ở trên xe. Không như những xe của những nước khác, họ mặc kệ, họ cắt. Thậm chí rằng những chiếc Kia về Việt Nam, lắp ráp tại Việt Nam còn bị cắt một số thứ, ví dụ như là túi khí, ví dụ như là cảm biến, ví dụ như là cân bằng điện tử, vân vân và vân vân. Chiếc xe này vẫn đầy đủ. Vâng, xe nhập nó là như vậy.
nói về một chút những thứ chưa được lắm qua thời gian sử dụng. Ví dụ như là ghế da đã mòn đi nhiều rồi, đặc biệt là cái vô lăng đã được bọc vỏ bọc ở ngoài, mở ra thì ở bên trong vẫn còn mới, nhưng những cái chỗ mà hở ra ngoài thì nó đã mòn đến tận phần cốt ở bên trong rồi, mòn đi rất nhiều. Chủ nhân dùng có thể nói là không giữ lắm, có thể tay anh ta rất nhiều mồ hôi. Những chỗ như là cần số đã bị bong chóc rất là nhiều những cái xi mạ và sơn ở đây. Còn lại tổng thể nội thất, tất cả những tính năng vẫn hoạt động rất là trơn tru. Những ai nói mà xe Hàn Quốc hay hỏng bật những cái tính năng điện, những cái tính năng tự động, xin thưa rằng bạn đã hoàn toàn sai. Nó vẫn còn hoạt động rất là trơn tru. Điều hòa thì lát nữa tôi sẽ kiểm tra sau một lúc, bởi vì bây giờ vừa mới đề nổ thì cũng chưa thể biết được. Nhưng mà phải nói là cái điều hòa này nó cũng rất văn minh, đó là điều hòa tự động. Và nó cũng hiện số ở đây, không như một số những chiếc xe vẫn còn dùng điều hòa cơ. Tất nhiên cơ nó cũng có cái điệu bền của cơ, nhưng những cái thiết bị trang bị ở trên chiếc xe này hầu hết là điện tử, không hỏng. Vâng, rất vui vì điều đó. Những cái trang bị ốp ở trên xe, nhựa cứng, đoạn này nhựa mềm. Về cơ bản, nhìn một chiếc xe ra đời 7 năm như thế này, có thể nói là vẫn rất là trang nhã và lịch sự, không thua kém gì một dòng xe nào mới cả. Và những cái độ bền về cơ bản, những cái thiết bị ở trên thấy nó vẫn rất ổn. Còn nó có thực sự bền về động cơ, về hệ thống treo, giảm xóc hay là khung gầm hay không thì chúng ta sẽ trải nghiệm ở trên những cung đường ngay bây giờ. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chiếc Kia Cerato nhập khẩu, hay mà chúng ta vẫn hay thường gọi là Forte tại Việt Nam, ở trong đường nội thành, xem chiếc xe gần 7 năm, 6 vạn cây, xem nó như thế nào. Nếu mà đi chậm chậm, đi từ từ như thế này thì vẫn rất là êm ái. Chỉ khi tăng tốc một chút. Vâng, khi tăng tốc bạn sẽ nhận ra ngay rằng cái tiếng lạo xạo ở ngay đằng trước này đây, nó có thể do cái chân đỡ cao su của máy nó đã bị oxy hóa, nó có thể đã bị hỏng, bị mòn, thậm chí bị vỡ. Cho nên là cái độ êm ái giữa những cái điểm tiếp xúc động cơ và khung gầm nó không còn được chắc chắn, cho nên nó tạo ra những cái tiếng động như vậy. Tất nhiên cái này thì khắc phục được, nhưng mà rõ ràng khi nghe tiếng động này thì chúng ta sẽ không thích, là điều đầu tiên. Điều thứ hai là chúng ta sẽ cảm thấy là hình như chiếc xe này cái động cơ nó đã quá dão rồi hay sao. Nhưng mà khi mà vọt qua những cái vòng tăng tốc đầu tiên, khi bạn đạt được tốc độ ổn định rồi thì nó lại rất êm. Tất nhiên êm, chúng ta vẫn đang chạy ở cái tốc độ trong thành phố thôi, chỉ 35-40, hơn 40 một chút, vẫn rất êm. Đó, vẫn rất lì. Tiếng động cơ không gầm. Vâng, giảm xóc nếu mà chúng ta đi qua những cái ổ gà nhỏ nhỏ hay những cái gờ giảm tốc trong nội thành nhỏ nhỏ kia thì vẫn rất êm. Đó, nhưng mà vừa qua một cái ổ gà to là thấy ngay. Nhưng có một vấn đề, đó chính là cái độ êm của chiếc xe này sau 7 năm tôi vẫn thấy là nó êm hơn chiếc xe Kia K3 mà chúng tôi có giới thiệu đến các bạn gần đây sau 4 năm sử dụng. Nó không thực sự êm ái như những chiếc xe mới đâu, rõ ràng rồi, nó 7 năm rồi, 7 năm tuổi rồi, nhưng nó êm hơn chiếc Kia K3 hôm trước tôi có giới thiệu đến các bạn. Điều hòa tôi đã đi được một thời gian rồi, có thể nói là mát hơi chậm, mặc dù hôm nay chỉ 31 độ thôi. Với những hôm mà 38 độ thì không biết thế nào nữa. Tất nhiên tôi chỉ để cái mức nhiệt độ vừa phải và mức gió vừa phải. Kia Cerato hay là Forte có vô lăng không được nhẹ như là K3, nó vẫn có một cái sự đầm lì. Nhưng chiếc xe này nó không bị dơ như chiếc Kia K3 trong video trước tôi đã từng lái. Rõ ràng là một chiếc xe nhập khẩu, nó cũng có một chút gì đó khác biệt so với chiếc xe mà Trường Hải lắp ráp. Chiếc xe này sản xuất năm 2011 mà đã được trang bị hộp số lên đến 6 cấp rồi. Quả thực là Hàn Quốc luôn luôn muốn vượt lên trên, cho nên họ trang bị rất tử tế. Tại sao tôi nói đến hộp số 6 cấp? Bởi vì có những chiếc xe mà cách đây 2 năm, chiếc xe Camry 2.0 vẫn còn sử dụng hộp số 4 cấp. Một chiếc xe tiền tỷ, vâng, vẫn sử dụng hộp số 4 cấp. Trong khi một chiếc xe như thế này 7 năm rồi, họ đã có hộp số 6 cấp và sạc số rất êm, ở trong nội thành vẫn rất trơn tru.
có một vấn đề là nó không hề bị trượt khi mà vào số, vào vẫn rất ngọt, số nào ra số đó. Có những chiếc xe phải trượt mãi mới bắt côn để vào được số, nhưng chiếc xe này không. Vâng, Cerato 7 năm sử dụng, số 6 cấp, vẫn rất bền. Và cái quan trọng nhất là cái động cơ này khi mà vận hành trong nội thành vẫn thấy nó ổn. Tuy nhiên phải đi ra đường trường thì mới biết được chiếc xe này nó như thế nào. Về độ cách âm của chiếc xe này với khoang động cơ khi mà chúng ta đi chậm này thì không có quá nhiều vấn đề gì, nhưng mà cái cách âm từ mặt đường vào trong khoang lái, kể cả đi đường nội thành này, thì nó cũng tương đối là ồn. Tiếng ầm ĩ của ô tô, xe máy ngoài đường còi thì không bị dội vào khoang lái nhiều đâu, nhưng mà tiếng từ lốp, từ vành vọng lên khá nhiều. Còn khung gầm thì vẫn ổn khi mà chúng ta đi tốc độ chậm. Vâng, bây giờ thì đi ra đến đường trường. Ra đường trường để thử xe cũ để xem nó còn ổn hay không. Một chiếc xe có tuổi đời lên đến 7 năm 6 vạn cây mà lại là xe Hàn. Rõ ràng nhiều người sẽ phân vân liệu đi ra cao tốc mà cao tốc thường xuyên đi, về quê đi công tác thì sao. Giờ tôi sẽ thử xem tăng tốc. Vâng, nếu như lúc nãy chúng ta đi chậm, chúng ta tăng tốc ở những cái nước ga đầu tiên, sẽ nghe thấy cái tiếng rào ở trong khoang máy. Thì khi mà đi tốc độ cao như thế này lại có cảm giác rất lì, nhưng mà tiếng gầm của động cơ thì ôi thôi rồi. Rất to, rất to. Vâng, tiếng ồn từ ngoài vào, tiếng ồn từ mặt đường cũng rất to. Vâng, mặc dù đây là xe nhập khẩu Hàn Quốc, nhưng phải nói là 7 năm sử dụng cộng với chủ nhân của xe này không giữ gìn đã cho thấy một điều, nó đã bào mòn cái sự êm ái cũng như là cái tính bền bỉ của một chiếc xe rất nhiều. Lưỡi chuyển số phải cả sang bên này vẫn hoạt động rất tốt, hộp số 6 cấp vào số vẫn rất êm. Chỉ có điều là các bạn hãy nghe. Vâng, cái lưỡi chuyển số nó kêu là nhựa va chạm vào nhau, nó cứ loảng xoảng như là bạn cầm hai cái ca đập vào vậy. Độ vọt thì vẫn còn, thế nhưng mà khi mà bạn vượt xe khác thì như một cỗ máy của một chiếc máy bay phản lực, gầm rất to, gào thét để vượt xe khác. Tất nhiên đây là một chiếc xe chỉ 1.6 lít thôi, nên bạn cũng không đòi hỏi được quá nhiều. Nó lại là xe của Hàn và nó lại là xe cũ 7 năm rồi. Giảm sóc khi mà đi qua những cái gờ giảm tốc hay những cái mố cầu, bạn sẽ thấy ngay là nó rất cứng. Vâng, 7 năm rồi, test một chiếc xe 7 năm sử dụng quả thật là không thích thú một chút nào cả. Khi mà tôi đang quen sử dụng những chiếc xe hoàn toàn mới, rất nhiều công nghệ, thậm chí là những chiếc xe mười mấy 20 tỷ. Vâng, nhưng không sao, đây cũng là một trải nghiệm hết sức thú vị. Còn với công năng sử dụng thì rõ ràng như cảm nhận của tôi về chiếc xe này, nó vẫn ổn. Mức tiêu hao nhiên liệu nếu như bạn đi đều chân ga ở đường hỗn hợp, nó cũng chỉ rơi vào khoảng 8 lít, hơn 8 lít một chút. Tùy từng điều kiện, tùy từng chân ga người chạy, tùy từng con phố, tùy từng đèn xanh đèn đỏ, vân vân và vân vân, nhưng cũng chỉ rơi vào khoảng hơn 8 lít là nhiều nhất. Thế thì một chiếc xe như thế này, cũ như thế này rồi, tôi nghĩ là không quá tệ với cái con số này. Hiện tại chạy hỗn hợp của tôi là 8.3 lít. Một chiếc xe có thể nói là đầy đủ tất cả những cái option, tính năng của một chiếc xe đời mới ngày nay có. Thậm chí có những tính năng tôi còn thấy chiếc xe đời mới ngày nay không có, đặc biệt là trên những cái dòng xe Nhật hay là những cái dòng xe nhập khẩu đắt tiền, thường họ hay cắt những option đi. Những cái dòng xe lắp ráp của Việt Nam, của Trường Hải trước đây khi mà tôi chạy thì cũng thường bị cắt rất nhiều option, ví dụ như là túi khí hay là hệ thống cân bằng điện tử. Thì những chiếc xe nhập này vẫn đầy đủ. Đấy là một điều rất quan trọng khi mà ngồi trên xe, bởi vì nó đem lại cái an toàn cho hành khách cũng như cho người lái. Túi khí rất quan trọng. Và tất nhiên rồi, Kia ở Việt Nam
Nói riêng, chưa một trường hợp nào không bung túi khí khi mà có va chạm xảy ra. Vâng, rất may mắn điều đó. Điều mà một hãng xe Nhật nổi tiếng ở Việt Nam chưa làm được. Hiện tại thì đi điều ga, đồng hồ báo xăng đã giảm xuống 8 lít trên 100 cây. Vâng, rõ ràng là đi điều ga rất có lợi. Rất tiếc là chiếc xe này không có cruise control. Nếu có cruise control mà đi đường trường thì tôi nghĩ sẽ còn tiết kiệm hơn nữa. Khung gầm thì cũng đã off ép tương đối rồi. Tự chung lại, Kia Cerato nhập khẩu hay chúng ta thường gọi là Forte là một chiếc xe được người Việt Nam khá ưa thích. Bởi thứ nhất, ngoại hình của nó khá đẹp. Năm sản xuất 2010-2011 thì thực sự chiếc xe này đẹp hơn rất nhiều so với những chiếc xe Nhật. Về tính năng hiện đại thì có thể nói rằng nó vượt xa so với những xe Nhật cùng đời sản xuất. Hàn Quốc mà, rất nhiều option. Về độ bền bỉ thì ngày hôm nay tôi đã trải nghiệm sau 7 năm. Có thể nói rằng một chiếc xe Hàn như vậy là ổn. Hơn cả là chiếc Forte hay Cerato. Nó là một chiếc xe rất phổ thông, chạy rất nhiều ở trên đường. Việc mua đi bán lại diễn ra rất dễ dàng và nhanh chóng, cho nên được nhiều người tiêu dùng chính vì cái lý do đó. Và cũng có rất nhiều người là chủ nhân chiếc xe này chạy rất giữ gìn, và thậm chí chạy 3 năm mà đã chạy mười mấy vạn, họ còn nói rằng chiếc xe vẫn tốt. Vâng, phổ bền tại người. Và minh chứng rằng tất cả những cái chi tiết nhỏ ở trên xe, những chi tiết điện tử, màn hình, camera lùi, cảm biến, vân vân, vẫn không hỏng. Và động cơ cũng không hỏng, chỉ có điều động cơ đã yếu đi. Vâng, điều hòa cũng đã yếu đi nhiều. Tất nhiên không thể bằng được những chiếc xe mới hơn, nhưng rõ ràng sau 7 năm như thế này vẫn ổn. Với những người mới lấy bằng, những người có mức kinh phí thấp dành cho một chiếc xe, thì thực sự Kia Forte là một chiếc xe đáng cân nhắc trong phân khúc xe hạng C đời cũ mà giá tiền lại bình dân.